Xin chào các bạn. Thì hôm qua kia mình có làm cái video thì được các bạn hưởng ứng rất là nhiều ha. Thì tiếp theo trong cái series thì các bạn nào mà muốn coi hết từ đầu tới đuôi thì mình sẽ để trong cái podcast nè. Để trong podcast các bạn dễ theo dõi ha. Thì mình biết các bạn rất là quan tâm ở chủ đề này thì bữa nay thì mình sẽ làm tiếp theo. Mình xin nói thêm là hiện tại cái máy tính của mình, cái laptop của mình không biết sao, lý do gì mà mình quay phim màn hình á. Mình quay phim màn hình cái nó rất là ồn nha. Mình chỉnh qua này chỉnh rất là nhiều không được. Chắc mình sẽ đổi cái máy tính khác ha. Mình sẽ đổi cái laptop khác. Tại vì mình bán laptop cũ nữa, mình sẽ đổi laptop khác nhưng mà máy này bận quá không có ấy được. Thì các bạn biết mình thấy các bạn biết là mà mình làm video cho các bạn thường thường là các bạn để ý giờ là bạn thấy nó biết cái giờ gì ha. Thì mình cũng chắc mình sẽ đổi cái máy khác để mình làm video. Thì cái video này thì nó sẽ ồn. Mình chỉnh máy này, mình chỉnh hai bữa nay mà không được mà ồn, chắc phải đổi cái máy khác quay video các bạn. Tại cái máy tính này là cái máy mình để mình dành mình coi phim chứ mình không có, chỉ là mình viết web mình làm việc á. Trên cái máy này viết bài là coi phim thôi, giải trí, nói chung là để giải trí mình xài cái máy này. Nhưng mà quay phim các bạn thì thấy nó ồn quá thì chắc mình sẽ đổi cái máy khác ha. Thì bây giờ mình tập trung vô nói cái vụ mà làm website phim kiếm tiền ha, tiếp theo ha. Thì cái video trước mình đã nói với các bạn sơ qua những cái cách kiếm tiền website phim rồi. Cái video tiếp theo này thì mình sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo, đó là cần có một cái tên miền và một cái hosting để chúng ta làm ha. Thì cái tên miền thì bất kỳ một cái trang web trên thế giới này thì có một cái tên miền. Ví dụ ở trang YouTube này nè, nó YouTube này là tên miền, nó là youtube.com ha, hoặc là trang Facebook ha, Facebook thì đó là facebook.com, nó là ở trang facebook.com ha, hoặc là TikTok thì nó cũng là tiktok.com luôn đó. Là nó sẽ có chữ .com. Cái tên miền là cái tên này ha, còn .com này là cái hậu tố. Đó, .com này là cái đó. Thì một cái trang website nó muốn chạy được thì nó cần yêu cầu là nó phải có một cái địa chỉ. Địa chỉ, và địa chỉ này để người ta biết khi mà giống như cái địa chỉ nhà các bạn nha, để người ta biết, người ta truy cập vào, người ta tìm tới ha. Thứ hai là một cái hosting là một cái giao diện, giống như là một trang web mà nó chạy được thì cần có một cái hosting. Thì cái hosting này thì là giống như một cái miếng đất, xong cái hosting là giống như một cái miếng đất, cái không gian, còn cái địa chỉ này là cái địa chỉ nhà, còn cái hosting là miếng đất. Thì khi xong chúng ta có miếng đất thì chúng ta xây nhà, thì cái giao diện này gọi là cái nhà và nội thất bên trong đó. Cái giao diện này là cái mặt tiền nè, đó là cái nhà, và tất cả những cái gì trong bên trong đây là nội thất. Thì tôi hiểu năm nay vậy thôi ha. Thì muốn có một cái tên miền thì các bạn có, hiện nay rất là nhiều cái nơi bán tên miền cho các bạn ha, có rất là nhiều cái nhà cung cấp tên miền. Thì mình giới thiệu các bạn một cái trong những cái nhà cung cấp tên miền là rẻ nhất thế giới hiện nay, chỉ có .com là chỉ có 13, lúc trước á, cái tên này chỉ có 10 đô thôi, nhưng mà hiện tại giờ tên miền nó lên thì bây giờ là khoảng 14 đô đi, chúng ta 14 đô. 14 đô ha, thì chúng ta tìm 14 đô là bao nhiêu ha? 14 đô thì bây giờ khoảng là 25.000 đó. 14 đô là ghi vậy luôn cho nó. Thì cái máy này nãy mình mới kêu win lại mình. Chữa chỉnh cây Unicode gì. Thì 14 đô. 14 đô là khoảng 14 đô la nè. 13 khoảng 28.000 nha các bạn. Đó. Nó khoảng 28.000. Ủa. 280 lận, khoảng 280.000 ha. Khoảng 28. Nếu mà chúng ta mua ở Tenten đi ha, tenten.vn. tên.vn thì tên miền.com hiện tại nó để là không rồi, nhưng mà nó là 330, các bạn thấy không, nó là 330. Rồi chúng ta sẽ mua ở mắt bảo.net. chúng ta sẽ so sánh ha, so sánh từng nhà kênh miền, nhà cung cấp tên miền. Ở đây là 330 nè, 340 nè ha. Cái giá trên đây là giá khuyến mãi nha, cái giá dưới nè, đó là 340.
chúng ta sẽ mua ở PA Việt Nam. Chúng ta sẽ so sánh từng cái công ty ha. Thì ở đây nó báo là cái tên miền rồi .com, sẽ so sánh cái tên miền coi nó bao nhiêu ha. Đây là .com.vn.vn.com.com đâu. Chúng ta sẽ so sánh cái tên miền .com trước nha ha. .com là 2.1 nè, đây là 3.6. Đó, 3.6 thì cái tên miền của anh em Silo này thì cái 14 đô tính ra khoảng 2.8, nó rẻ hơn được rất là nhiều ha. Thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa thì mình không khuyên các bạn là mua, nói chung là hồi đó giờ làm cái website chúng ta khuyên là mua tên miền .com. Nhưng mà đối với nhiều người thì tấm cơm rất là cao ha, thì mình khuyên các bạn nên mua tên miền .top hoặc chấm khác ha, cho nó rẻ. Ví dụ như phim nè, mới đó, phim mới đi ha, thì nó sẽ sổ cái bảng giá cho các bạn. Các bạn muốn tìm thì các bạn sẽ sổ cái bảng giá. Thì mình khuyên là các bạn nên mới đầu chơi thì chơi cái tên miền nào cho nó rẻ, hoặc là muốn tên miền xài lâu dài thì mua .com nha, đừng có mua .net hay là .vn là không nên nha. Đây là có người mua rồi nè, .org là chưa có ai mua nè. Đấy, những cái mic nè, thì chúng ta sẽ soi sánh giá ha. .club 4 đô nè, đó 4 đô nè, .com thì khoảng 11 đô, nó đang khuyến mãi nè. Có rất là nhiều cái giá tiền cho mình mua ha. Mình coi cái giá nào mà nó phù hợp túi tiền thì mình mua. Còn đó thì nếu mà bạn nào muốn mua tên miền ở nước ngoài á, để mình nói thêm cái vụ mà so sánh tiền ở nước ngoài và cái tiền ở Việt Nam ha, thì tiền ở đây thì mua một cái tên miền khoảng 13 đô, nhưng mà khi mình mua thì nó rẻ hơn, nó còn khoảng 12 đô 11 đô gì đó, khoảng hai, nói chung là khoảng 280.000 đô lợi. Còn mua Việt Nam khoảng 350 cho lên, nó chênh lệch giá vậy. Thứ hai nữa, các bạn mua ở Việt Nam thì các bạn có thể thanh toán bằng Momo, có thể thanh toán bằng chuyển khoản, nó rất là tiện lợi ha. Còn những người mà muốn thanh mua ở nước ngoài thì yêu cầu các bạn phải có một cái tài khoản thẻ Visa Debit hoặc là cái thẻ Visa Credit, nó là hai cái loại thẻ hiện tại, hoặc là Mastercard ha, hoặc là các bạn phải có một cái tài khoản PayPal. Cái PayPal là mình biết mình đọc PayPal, PayPal hay là đọc PayPal ha, để mình nghe cho nó chính xác, nghe chính xác. Tại cái này ít dùng bởi vì mình không có nhớ được ha. Đây là chữ PayPal là mình nghe ha. PayPal. PayPal đó, PayPal. Thì có nhiều người thì gọi bằng PayPal, có nhiều người PayPal, có người gọi PayPal hay là cái người PayPal. PayPal là tiếng Anh đó, tiếng Anh nó đọc là PayPal, thì mình sẽ đọc theo PayPal cho nó dễ ha. Tiếng Anh là đọc là PayPal thì mình đọc sẽ PayPal, chứ tại vì cái từ này mà ít xài bởi vì mình có thể quên. PayPal. Đó. PayPal. PayPal. Đó, tiếng PayPal. Việt PayPal. PayPal. Đó, tiếng Anh PayPal thì nó mất tiếng Anh. Thì mình nói luôn là cái tên miền hay là cái hosting mình đang nói, tên miền ha, tên miền thì các bạn có thể là mua rất là nhiều được cái nhà cung cấp tên miền khác nhau ha. Mua rất là nhiều tên miền khác nhau, thì giá chênh lệch nhau khoảng chừng vài đô thôi. Đây nè, đó, XYZ nè cũng được nè, các bạn mua XYZ thì rẻ ha. Đó. Đây là nhà cung cấp tên miền. Tên miền rất là nhiều, thì những nhà cung cấp tên miền quốc tế á, thì nó sẽ rẻ hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Cái chuyện đó là rất là đương nhiên rồi, tại nó xài tiền đô, và thứ hai nó sẽ rẻ Việt Nam. Việt Nam mà tốn tiền thuế VAT giá trị gia tăng 10% rồi cái này kia. Nếu bạn nào mà cảm thấy nó, bạn nào mà không có cái thẻ visa Mastercard hay là thẻ visa credit hay là thẻ visa debit thì là các bạn mua ở Việt Nam cho nó tiện. Nhưng mà chúng ta đang làm website phim thì chúng ta hạn chế mua ở Việt Nam ha. Tại vì khi mà mua ở Việt Nam á, vấn đề pháp lý ấp chứng minh dân cái này kia nó rất là phức tạp, và khi cái trang web chúng ta lớn mạnh lên á, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tới vấn đề pháp lý rất là nhiều ha. Thì mình khuyên các bạn là mua ở nước ngoài cho nó tiện. Thì trong những một trang, trong những cái trang nước ngoài thì cái trang này cái giá là rất là rẻ, hầu như là mình rẻ nhất. Thì mình sẽ show các bạn coi mình mua ở trang này bao nhiêu tên. Mình có rất là nhiều tên miền hiện tại, rất là nhiều tên miền, nhưng mà trang này mình đang sở hữu đó là 10 cái domain ha.
tại sao mình lại dồn vô mà những cái trang khác vẫn có nhưng mà mình chưa chuyển về đây, nhưng mà ở trang này thì mình đã chuyển về đây rất là nhiều rồi. Tại cái trang này cái giá hiện tại rất là rẻ và rẻ nhất thế giới, nó là rẻ nhất thế giới rồi, mình đã chuyển về đây, đây mình đang sở hữu là 10 cái domain đó, nó rất là rẻ vì mình mới xài ở đây. Còn cái vấn đề mà các bạn nào mà mua cái trang cái mua được mua ở đây á, thì mình khuyên các bạn là đi ra ngân hàng ACB gần nhất. Mình khuyên các bạn luôn là xài ngân hàng ACB nha. Thì thứ nhất là nó ít lợi tiện lợi thế nào thì các bạn là thứ nhất là làm rất là nhanh, trong vòng 15 phút là chúng ta sẽ có thẻ. À, rất là nhanh ha. Chúng ta ra ngân hàng ACB, chúng ta cầm một cái giấy chứng minh nhân dân ra ACB và ra nói với em, cái em mà làm thẻ, cái em mà phục vụ chúng ta, em là nhân viên ngân hàng á, thì chúng ta nói là làm cho anh, làm cho chị, làm cho em một cái thẻ Visa Debit nha. Nhớ nha các bạn, nhớ rõ mình nói nha, Visa Debit hoặc là cái thẻ ghi nợ. À, cái thẻ ghi nợ thì mình đưa chứng minh ra làm trong vòng 15 phút là chúng ta có thẻ. Thì mình khuyên các bạn nên xài ACB, tại vì thứ nhất là ngân hàng ACB nó rất là mạnh ở Việt Nam, không biết mạnh hay là không, nhưng mà mình thấy là mua hàng trên toàn thế giới nó rất là lẹ, nó không có check, nó không có checkpoint các bạn, nó không có kiểm tra, nói chung là không có kiểm tra cái tài khoản của bạn, nó không có checkpoint, nó giống như checkpoint là nó kiểm tra mà, không, nhưng mà này là không có nha, cứ nhập vô là mua, nhập vô là mua ha. Thì các bạn đem theo 500 ngàn hoặc 1 triệu các bạn nạp vô, nếu mà bạn mua theo học tin là thêm này kia thì mình khuyên bạn khoảng đem 1 triệu thôi để mình mua cái tin miền, mua cái học tin ha. Nhớ nha, mua làm ACB, còn mấy ngân hàng khác thì đừng có quan tâm, kệ nó. Thứ hai nữa, khi mà các bạn có một cái tài khoản ACB rồi thì các bạn sẽ mua hàng trên đây rất là tốt ha. Còn cái vấn đề mà bảo mật thẻ thì mình khuyên các bạn là bảo mật kỹ. Khi ngân hàng người ta làm cho các bạn thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật như thế nào. Cái chuyện bảo mật thì có chuyện đó, tài sản cá nhân của các bạn phải tự bảo mật. Thứ hai nữa, các bạn muốn xài cho nó tiện lợi và kỹ hơn, các bạn sẽ vào phải là search cái từ khóa là cách tạo tài khoản PayPal ha. Đó. Đây. Thì đây muốn an toàn thì các bạn vào cái trang thế giới động này ha. Thì các bạn tạo tài khoản PayPal như thế nào để các bạn mua đồ trên toàn thế giới được, rất là tiện lợi ha và an toàn. Tại vì khi mà thanh toán qua PayPal thì rất là nó thầu chưa là thanh toán toàn thế giới được rồi. Cái đó là cái trước mắt là chúng ta sẽ mua được cái tên miền, và mình khuyên luôn các bạn nên mua tên miền nước ngoài ha, cái đó là quan trọng. Rồi khi có tên miền rồi thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ mua cái hosting. Hosting thì có rất là nhiều hosting trên thế giới ha, hiện tại có rất là nhiều hosting thế giới. Và mình so sánh các bạn cái hosting của Việt Nam và cái hosting nước ngoài thì ở Việt Nam hosting sẽ mắc hơn nước ngoài ha. Còn ở tốc độ nhanh hay chậm gì thì các bạn phải xài các bạn mới biết được. Nhưng mà mình nói là ở cái hosting Việt Nam sẽ mắc hơn hosting nước ngoài. Ví dụ hosting nước ngoài thì nó sẽ dao động từ 50 đô đổ lại một năm, 50 đô một lễ một năm. Còn ở Việt Nam mình bèo bèo cũng phải 1 triệu, 1 triệu mấy mình mới xài được. Nói chung là nó sẽ mắc hơn và nó không có nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà bạn mua thì các bạn xài ở Việt Nam, bạn dính vấn đề pháp lý cái này kia nữa thì nó cũng ấy ha. Thì hosting thì các bạn có thể mua ở AZDC, một trong những cái công ty mà mình cũng có một cái trang web đang xài. Ví dụ trang rẻ kinh này mình đang xài ở AZDC nè. Tốc độ rất là ok, rất là nhanh ha. Nhưng mà mấy cái mạng mình nó cũng bắp, mình đang ngồi trên lầu nó, mà wifi mà nó dưới đất ha. Thì đây là cái AZDC, thì nếu các bạn nào muốn check thì biết nó thôi, đơn giản. Đây là một cái trang web mình đang ở AZDC. Đây thì một cái trang nữa mình cũng nằm ở hosting AZDC. Cái wifi mình ở trên lầu, mình đang ở trên lầu, mình xài wifi dưới đất nó chậm lắm nha các bạn. Nhưng mà ngại là bấm vô là chạy. Đây là website của mình cũng là AZDC luôn. Nhưng mà mình đang xài cái gói này là gói cái gói cùi ha.
mình xài cái gói rẻ tiền vậy không có nhanh được. Ở đây nè, mình xài cái gói gói nào đó. Đâu rồi, đây đây, cái gói Pro, AZ Pro. Mình xài cái gói là sao có 45.000 tháng à, bởi vì nó rất là bèo ha. Đó. Ủa hai đây 65 chứ lộn. 65.000 tháng. Nhưng mà các bạn thấy nó nói chung là nó cũng được thôi, tại vì cái trang đó mình mua ở Việt Nam cho nó lẹ. Nhưng mà tùy tùy các bạn nào mà muốn, tại vì thứ nhất đó, các bạn mua ở Việt Nam á, thì các bạn có thể là liên hệ hỗ trợ được 24/7, lúc 12 đêm 1 sáng các bạn liên hệ, các bạn gọi điện cũng được. Người ta hỗ trợ bằng tiếng Việt, hỗ trợ bằng tất cả cái gì người ta có biết người ta làm, hoặc các bạn không biết các bạn đưa cho người ta luôn, người ta tự làm cho các bạn cũng được ha, nó là dễ. Còn mua ở nước ngoài thì các bạn phải biết một cái tiếng Anh, biết tiếng Anh, tiếng Âu và trình độ và cái múi giờ nữa, nó cũng phức tạp ha. Nhưng mà thì cái này thì mình đang làm cái phim thì mình nên các bạn hạn chế sử dụng đồ ở Việt Nam ha, nói chung sử dụng đồ ở Việt Nam. Nhưng mà mình làm chơi chơi thì không sao, nói chung là mình làm chơi chơi thì ngày dài động thì không có ai nói tới mình, nó bảo đảm giống như mình là cái trang của mình nè, nó cái trang của mình rồi, cái trang của mình không ai đếm xỉa tới mình, nó bảo đảm các bạn luôn, không ai thèm nó. Tại cái trang này nó cù bắp quá, ngày kiếm được cái gì chưa được 50 xu nó làm gì. Nhưng mà mình nói khi mà cái trang bạn lớn mạnh lên, bạn nào mà làm quá hớp thì nên ẩn mình chút xíu ha, nên ẩn mình chút xíu. Thì mua hosting thì nó có vấn đề là hosting cũng được nè, các bạn xài server cũng được nè, các bạn xài cloud cũng được nè, các bạn xài VPS cũng được nè ha. Nhưng mà VPS thì nên xài, tại vì sao, nó rẻ. Để mình nói thêm một cái vấn đề nữa là hosting nha, hosting thì các bạn phải xài thanh toán một năm, phải mua một năm, ví dụ như là hosting phải mua một năm nha người ta mới bán. Nếu mà ở Việt Nam này, AZDC ở Việt Nam thì mua khoảng 6 tháng hoặc là 3 tháng gì đó ha. Nếu tùy theo nhà cung cấp nha, chứ không phải là nhà cung cấp nào nè. Đây. Đây là người ta bán gói cái gói 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng gì mình không biết. Mình không nhớ là lâu quá mình không có vô nữa, không nhớ nữa. Nói chung là người ta xài khoảng gói đó đó. Người ta xài cái gói 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng gì đó mình không biết nha, mình không quên. Tại vì lâu quá mấy năm mà mình vô mình tới vậy. Còn cái hosting nước ngoài á thì tùy theo nha, hosting nước ngoài thì bán người ta bán 1 năm, bạn phải thanh toán 1 năm. Bây giờ bạn không xài được thì bạn vẫn phải trả tiền 1 năm. Đó. Còn bạn không xài nó kệ bạn, nhưng mà bạn xài VPS của Vulture á, xài VPS á. Thằng xem những cái VPS khác á, thì các bạn xài 1 tháng, nó tính theo tháng. Nhưng mà cái mấy cái kia thì mình chưa xài, mình chưa biết. Cái VPS thì có rất là nhiều, giống như VPS là OVH là mình đang xài nè. OVH mình cũng đã có đang xài nè. Của VPS của Contabao nè. Contabao này của thằng nào mình cũng quên nè. Đó, Contabao VPS của này cũng mạnh lắm nha, các bạn xài cũng ngon lắm á. Nhưng mà mình quên của thằng nào mà nó xài cũng ngon lắm mà mình mới xài được một lần à, mình test thử đây VPS mình đang xài. Còn thằng Vulture nè có rất là nhiều nha, rất là nhiều. Nhưng mà mình thích xài thằng Vulture hơn, tại vì thằng Vulture nó tính tiền theo giờ. Nó hay cái là theo giờ, ví dụ như bạn mình nói sơ nha. Ví dụ như bạn bây giờ á, bạn xài VPS này, bạn đăng ký, bạn test thử. Bạn tiếp một ngày, hai ngày bạn không thích nữa, bạn tắt cái VPS. Ví dụ bây giờ không xài được bạn tắt thì nó không trừ tiền, nó không tính tiền nữa. Bạn chỉ thanh toán những lúc bạn xài thôi. Còn nếu mà bạn không xài nữa thì bạn tắt thì nó không tính tiền, còn bạn xài thì nó sẽ tính tiền. Nó đơn giản vậy thôi ha. Nó xài theo tiếng. Cái thằng này là xài theo tiếng nha các bạn. Cứ một tiếng như là không phết mấy đô á, mình xài gói mà rẻ nhất là không phết mấy đô, một tiếng là không phết mấy đô thì một tháng mình nó tốn 6 đô thôi. Đó, mà chung 30 ngày mà tốn 6 đô thì bạn không thích xài nếu bạn tắt thì nó không có tốn tiền. Còn bạn xài những cái thằng khác thì nó sẽ tốn theo tháng, còn những cái thằng hosting sẽ tốn theo năm. Đó. Thì cái video này thì mình chỉ nói sơ các bạn, thì
một trang web thì cần có tên miền và có tên ha, là hai thứ đó thì chúng ta sẽ cần. Và cái video này cũng chắc cũng khá dài, 20 phút rồi, tại mình nói cho các bạn rõ để các bạn hiểu, để các bạn coi ha, đừng có nghĩ là dài miên man ha. Thì mình nói trước là cái nội dung này rất là dài, để mình nói mình suy nghĩ cho các bạn rất là kỹ khi mà ấy. Thì cái yêu cầu đó, cái video này thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà mua một cái website như thế nào, mua cái domain và một cái hosting thì như thế nào, thì mình khuyên các bạn là xài thằng WordPress ha. Đó. Rồi thì cái video sau mình sẽ chỉ các bạn rõ hơn cách mua một cái domain như thế nào, mua cái domain ở Việt Nam như thế nào và một cái domain ở nước ngoài như thế nào ha. Video sau mình sẽ tiếp. Nhớ theo các bạn không cần đăng ký cũng được, không sao đâu. Mình không, cái này mình không có quan trọng cái lượt đăng ký, lượt like gì. Mình không quan trọng, mình chơi cho vui. Nhưng mà các bạn muốn thì bạn vào podcast các bạn coi ha. Podcast thì bạn coi. Còn muốn đăng ký thì đăng ký ha, không sao hết. Cũng chả nhầm gì đâu, tại cái quỹ này mình chơi cho vui thôi. Còn việc làm mình là việc khác. Rồi video sau mình sẽ nói với các bạn, chỉ các bạn cách mua tên miền ở Việt Nam và nước ngoài như thế nào.